Xin chào toàn thể anh em audio đã đến với Phạm Thức Audio trong buổi tối ngày 12 tháng 4. Trong video này, ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến quý vị các bạn là trước mắt anh em đang có chiếc lọc xì Kenwood. Mã của nó là GE7030. Đây là một trong số những chiếc lọc xì được thiết kế với cái chiều rộng và chiều cao và chiều sâu nó rất chi là khủng. Chiều rộng này của nó này được lên đến thẳng 44cm và chiều sâu này của nó là 36,5cm và chiều cao của nó là tính cả chân thì nó rơi vào 16cm, còn không tính chân thì nó rơi vào xít soát 14. Và nó được thiết kế với cái mặt hiển thị đồng hồ của nó với 32 dải rất nhiều và đẹp. Và nó sử dụng cũng không khó, rất đơn giản. Đây là nút tắt EQ, mở EQ. Đây là đèn. Và bấm thêm một nút nữa, đây là cái chế độ mà mình đang cài. Và đây là đèn mưa. Metro là nhớ. Cái này sử dụng toàn bộ tiếng Anh. Metro là nhớ. 1, 2, 3, 4, 5 là 5 chế độ để mình lưu lại. Đấy. Metro, đấy, nhớ vào 1 rồi nhá. Đây. 1. Mình muốn chỉnh. Nó được thiết kế với 16 giải tần. Một giải này. Đây, flat là xóa nha. Mình xóa đi thử phát nào. Đâu xóa đâu flat đâu. Nút quên đi các bạn ạ. Nó có một cái nút xóa. À đây, flat. Cái này nút xóa này. Đây, đây là xóa này. Đấy, xóa phẳng đi. Bắt đầu chỉnh nha. Tổng này. Giải cao nhất của nó là 16.000 Hz. 5, 6, 7, 8, 9. 9 này. 11, 12, 13, 14. Và giải sâu nhất của nó là 40 Hz. Đấy, mình xoay cái này. Sau đó là mình chỉnh lên xuống. Rất đơn giản. Đấy, giải bên này là giải tép này. Nhiều giải nên chỉnh rất dễ và đã tay. Cắm dây không chặt. Ở đây nhá, bắt đầu quay phần đằng sau, phần ruột gan cho anh em xem này. Những con Kenwood này thì toàn bộ cái đế đằng sau này của nó bằng sắt. Nên cái chữ này của nó này, nó không được thọ so với những chiếc lọc xì khác. Con này sử dụng hai cầu điện từ điện 100 đến 220V. Và hiện tại bây giờ em đang khóa chế độ 220V. Thế nên là anh em sử dụng điện, cắm điện lưới trực tiếp để tránh cái tình trạng để mình bảo hành cho nó dễ. Em đã chỉnh sửa và ghi rõ luôn là đầu ra chính này, vào chính và phụ. Công suất của con này là 18W và dòng điện của nó như em vừa nói là từ 100 đến 220V, mình có thể điều chỉnh được phần made in Japan. Và đây. Đây là phần ruột gan bên trong của sản phẩm. Đây. Anh em cứ hình dung ra mỗi một con chip này tương đương với một cái cần gạt mà vừa lúc nãy anh em mình chỉnh đấy. Đấy, nhiều như này. Máy móc ruột gan bên trong thì em bao zin toàn tập cho anh em. Độ đẹp thì con này cũng vừa phải, đặt khoảng trên tầm 85% độ đẹp. Là theo thời gian nó bị cũ đi. Được. Và chỉnh âm con này thì quá ổn luôn. Và giá chiếc lọc này thì bên em xin được báo giá với anh em là chiếc lọc này em xin được bán với giá là 3 triệu chiếc lọc này. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, Phạm Thức Audio. Số điện thoại 0972192087. Hân hạnh được phục vụ anh em. Và anh em đặt cọc tiền cho bên em thì em sẽ ship COD. Đặt cọc trước cho bên em là thấp nhất là 500.000. Rồi, cảm ơn anh em đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio.